chị các bạn đã trở lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay là ngày 29 Tết thì Thanh đang có mặt tại chợ hoa của thành phố Sóc Trăng để gửi đến quý cô chú anh chị xem về hình ảnh ngày hôm nay. Thì năm mới thì cũng xin chúc cho bà con mình một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự và như ý, và làm ăn phát tài phát đạt, sức khỏe dồi dào. Và bây giờ đồng hành cùng Thanh đi xem chợ hoa của ngày 29 Tết như thế nào. Tại ngày hôm nay khoảng tầm 3 giờ rưỡi chiều của ngày hôm nay, đang đứng ở dòng xe phía bên ngoài của đường vào chợ hoa của thành phố Sóc Trăng nha cô chú anh chị. Thì giáp với đường Lê Dũng với đường này, thì khu vực này là mình đang đứng ở khu vực này, ngay cái dòng xe của khu Nam A. Đây là chợ hoa sen của khu đô thị Nam A Mekong Henchi. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ đi vào. Thì hôm nay cái trời nó cũng rất là mát, dễ chịu của chú anh chị, cho nên bà con mình đến tham quan chợ hoa khá là đông nha. Một số bà con mình đi mua sắm cây kiểng để về những ngày Tết này. Hiện bây giờ tầm hôm nay thì mình thấy khá là đông rồi. Bây giờ anh mời cô chú anh chị vào bên trong để mình cùng xem và sẽ ngắm chợ hoa sắc sương năm nay như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Ở này chợ hoa nó bán năm nay được tập trung về cái khu Nam A của chú anh chị, thì rất là nhộn nhịp. Thì ở khu Nam A này hôm trước mình cũng có đưa một cái video lên đó, cô chú anh chị cũng biết đó, là nó rất là rộng nha, rất là rộng luôn á, cho nên qua này thì thoải mái, khi mà mình lấn lựa thì có xe mình chở về luôn, rất là thoải mái luôn. Hôm nay thì mình chỉ có đi xe thôi chứ mình đi bộ không kịp đâu nha cô chú anh chị. Chợ hoa này rất là rộng. Ta bán bông rất là nhiều luôn. Bên đây là mai nha. Thì một cái đường trong cái khu Nam A này thì rất là rộng luôn. Bây giờ tiếp tục đi. Chú chị thấy là bông năm nay quá trời nhiều luôn, bà con mình đến để chụp ảnh những ngày này cũng khá là nhiều. Sẽ đi dọc đến khu vực này luôn nha. Chợ hoa của thành phố Sóc Trăng hôm nay được bán tại khu Nam A. Đây bây giờ anh sẽ đi dọc cho một chú chị xem. Cái đường này là đường số 5 của khu đô thị Nam A. Thì bà con mình đi xe 4 bánh đến đây để mua xe mai rồi cũng rất là tiện của chú chị. Ta chở người nào cũng nha, con tay cho dân. Mình sẽ đi dọc trong chung thì thấy cái chợ hoa của anh Phổ Sức Trăng thì rất là rộng nè. Bây giờ mình sẽ từ từ vô bên trong nha. Ở đây là hoa giấy ngay với hoa mai. Thì ở đây có năm nay thì có khúc hoa sôi được cũng nhiều lắm, nụ bông rất là chuẩn Tết luôn cô chú anh chị, nên là bông rất là chuẩn Tết luôn. Chú anh chị thấy là rất là chuẩn Tết luôn, còn qua bên kia thì nó khá là nhiều luôn. Đây nhiều mai quá, bên đây thì cái bông vạn thọ với bông trái hạnh rồi nè. Người ta bông một gà luôn cũng rất là đẹp. Đây bán đỡ không nha? Đây bán đỡ không? Được hả?
trăm ở đây. Rồi ở đây là anh này là bán trái hạnh nha cô chú anh chị, trái cũng rất là đẹp. Đấy, thì mình sẽ dọc dọc cho cô chú anh chị xem. Này bà con mình mua thì có xe chở về luôn, thuê xe sẵn nè, dọc hai bên đường những cây mai cũng là một chút gì vậy. Mai rất là đẹp luôn. Bây giờ mình đi dọc dãy đường thẳng này đi cô chú anh chị, mình thấy khu vực này thấy cá bông nó nhiều hơn này. Bên kia rất là nhiều luôn nha. Trước mình có đi đường kia rồi, bây giờ mình đi dọc bên này để chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Đây, chỗ này người ta mua rất là nhiều luôn nha. Cái mai nó trổ quá trời bông luôn. Mai nó nở rất là chọn. Đây là chợ hoa của Bình Trân ngày hôm nay. Này bông giấy của chú ơi, rất là đẹp luôn, nó khoe sắc rất là đẹp luôn. Mai thì nó bục nụ rất là đều bông luôn. Rồi, cây nào cây nấy rất là dữ luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi dọc rồi xuống dưới này chút xíu nè. Hôm nay mình thấy nhãn thọ và mai là khá là nhiều cô chú anh chị. Mai nó bung nụ rất là nhiều luôn.
Thì ở đây toàn là cảnh bông của chợ hoa của thành phố Sóc Trăng ngày hôm nay. Năm nay thì mình đến đây mình thấy cái không khí dễ Tết nó về nó rất là cao trào nha cô chú anh chị. Đây ở này bông nhà thọ quá trời luôn. Rất trời đẹp còn bông xôi nữa. Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý vị, chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của Cuộc Sống Miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cùng xem. Xin thân ái mến chào, hẹn gặp lại quý vị, chú anh chị trong những video sau của mình. Xin tạm biệt.